đủ thứ, 40.000, 45.000. Phần xíu bát canh đó em cũng đem về nhà luôn ha, có ăn liền luôn ha, hay là sao? Chưa ăn liền luôn đúng không? Để chị bỏ nó này vô đây luôn. Canh ra vô đây luôn. Chanh ớt đồ bỏ qua một bên đó đi, để múc hai bát canh cho chị thôi. Cái kia là cũng là đầy đủ luôn hả gái? Dạ. Chuyện. Bé là xưa không bao giờ có thời gian để nói chuyện. Bán là ngày
xưa mới đủ có thời gian để nói chuyện đâu. Hồi em mà đang có điện thoại em bán em không giữ là giờ này là em xong.